Chào mừng quý anh chị quay lại với kênh của công ty Thế Giới Máy May Công Nghiệp nha. Thì hôm nay là Tuấn sẽ giới thiệu cho bà con mình cái mẫu máy mà bên Tuấn đang có. Hiện tại là đang có 8 máy như vậy ha. Máy Yuki model nó là DDL8003N ha. Máy này là máy mới hàng thùng 100% nha. Hàng này là hàng được sản xuất tại Made in China, là tại Trung Quốc. Là hàng chính hãng của Yuki nha. Phía dưới máy á thì là có chữ đúc Yuki, thấy không? Rõ ràng sắc nét, mã số đàng hoàng ha. Liên đời 8003, 8001, 8007, hàng chính hãng là đều có chữ này ha. Còn đời Yuki 4 số 5550, 5070 thì không có chữ Yuki này đâu nha. Không có đúc dưới này, ở dưới này thay vì đó nó sẽ có chữ BO hoặc là B1 và mã số thôi nha. Còn đối với đời sản xuất tại Trung Quốc hoặc Việt Nam hoặc Singapore thì nó sẽ có chữ Yuki. Riêng đối với máy 8003 này ha, 8001 cũng vậy nha, trung đời nha. Đây là máy mới 100%, anh chị coi cốt máy ha, đồ đặc sản, máy chưa qua sử dụng, hàng thùng. Đây dưới đế máy là có chữ Yuki luôn nha, chữ Yuki dưới đế máy nha. Đó, ký hiệu đàng hoàng ha, ký hiệu Yuki nha. Rồi, còn cái trên thân máy thì có gì? Trên thân máy là phía sau ở đây là có chữ Yuki luôn nha. Đi tìm rồi thân máy ha. Đây. Đi tìm vào thân máy nha. Rồi phía bên trong cái nắp này luôn. Mở cái nắp mặt nạ này ra ha, là bên trong cũng sẽ có chữ Yuki luôn nha. Thì đối với đời 83 thì nước sơn này rất là bóng ha. Bây giờ Tuấn sẽ giới thiệu thêm cái phần về hàng Yuki 83 này. Đó, máy Yuki 83 này á thì đang chạy răng cưa mặt nguyệt là 4 cầu ha, răng cưa nhuyễn. Răng cưa nhuyễn nha, cực kỳ nhuyễn. Nhuyễn để mình may những vải thun, vải mỏng hay kate hay von á là nó không bị nhăn nha. Ví dụ như anh chị mà ở nhà mà mình may hàng mỏng á thì mình cần may chống nhăn á, thì nên mua máy cái răng cưa này nè, nhuyễn tí ha, để nó không nhăn máy nha. Dung dịch thì sát luôn. Rồi giờ Tuấn sẽ may thử cho mình xem ha. May một lớp nha, chưa mở máy. Giờ may một lớp ha, đẩy vô nha, để mỏng mà vải này may đầm nè. Chị dưới, chị trên, chờ tí, chị về phải, đây, à phải, chờ tí rồi. Dưới thì đang ha,
Máy này phù hợp với anh chị mới học may hoặc là may thiết kế thời trang nha. Máy cũng dài rồi. Rồi, quay cơ bản này xung quanh máy đi.